Hai xin chào cả anh em và cộng đồng nha. Chúc mấy anh em và cộng đồng nhiều sức khỏe và luôn luôn làm ăn phát tài nha mấy anh em. Bữa nay mình đi du lịch tới cái chỗ bãi biển của khách sạn Xuân Việt như này mấy anh em. Khách sạn Xuân Việt này có bán cà phê, ăn uống đồ đó, có để chữ trên bảng đó mấy anh em, đầy đủ. Du thuyền thì có đầy đủ nha mấy anh em. Bây giờ mình đi xuống, mình quay cái bãi biển. Đây mình sẽ quay cái bãi biển, cái bảng của cái bãi biển mấy nè. Bị kẹt mấy cái cây vậy. Biển Tư Vinh cậu đến gạch cửa lấp, phạm vi từ mép nước biển lên 50 mét là bãi biển dành cho công cộng nha mấy nè. Đó, để tiếng Anh rồi đó, đường dây nóng. Còn đây là khách sạn Xuân Việt nha mấy nè. Ở đây là cái bảng hiệu. Ở đây khách sạn Xuân Việt, cái này là mình đang đứng ngoài đầu khách sạn đó. Dướng mấy cái cây khó quay quá. Ở đây cây không à mấy anh em ơi. Nó đây, trồng cây cho mát á, chạy về dài xuống. Ở ngoài mặt tiền. Hay đó có cái miếu. Còn ở đây thì đường đi xuống mé biển. Ê, mình chạy xuống dưới mé biển cho mấy anh em xem như mé biển dưới sau mé biển của khách sạn Xuân Việt nha. Khúc ngoài trước thì không có bán đồ ăn đồ uống đồ, nhưng mà nó sẽ nằm mé sau em mấy nè. Đây Xuân Việt nha mấy nè. Ở đây là cái sân vườn Xuân Việt nè mấy nè. Ở mép bên đây là cái sân vườn uống cà phê ăn sáng, tắm biển rồi nha mấy nè. Ở bên đây thì mình thấy có cái hồ nước để cái hồ bơi. Hồ bơi này không biết nước ngọt nước mặn nữa. Hồ bơi đó. Rất là đẹp. Này đúng điểm ăn sáng uống phê ngắm biển rồi ha. Sáng nó tạt vô đây hả? Chiều nó mới mát không? Giờ này nhờ có mấy cái cây nè, bởi vì bởi vì nó mát nè, chứ giấc sáng thì tạt đây mà giấc chiều ở đây thì mát. Bây giờ mình sẽ đi xuống cái bãi biển mấy anh em. Bãi biển ở bên đây, ở đây là chiều bán nước, bắt mấy cái bạn bán nước rồi ở đây ngồi uống nước rồi đã lắm mấy anh em. Môi trường sạch xanh sạch đẹp nè. Ở đây là làm cái quán nước nha. Đó. Chiều cái mát cái người ta bắt ra bàn ra ngoài này vòng mé biển nè. Mấy anh em có qua đây chơi xuống chỗ này uống nước. Mấy uống ở ngoài này thì nước rẻ hơn trong kia. Ở bên đây thì cái khách sạn đang làm nữa. Mấy bên đó đây. Cây quá cây quay không thấy gì chứ đó mấy anh em ơi. Bây giờ mình sẽ đi xuống cái mé biển. Đó. Trước tiên mình gặp mấy nhỏ câu cá là mình cũng phái hơi rồi đó mấy anh em. Ra mình hỏi nó nãy giờ câu dính cái gì rồi không biết nữa.
Bây giờ mình ra bãi câu cá trước đi, rồi mình sẽ quay cái biển, vách biển nha. Câu cá mình thấy lắm. Thì chiều có thằng câu rồi, mấy anh em ra đây câu cá rồi cũng được nha, câu cá bạc mực đồ cũng được. Bây giờ có dính gì không con? Có dính cá không con? Hả? Có dính cá không? Câu màu gì á? Mực hả? Không dính cá, mấy đứa này nó đi chơi, đi câu chơi vậy. Ừ. Đi dọc dọc ở đây. Cái mé biển này đẹp lắm, anh em có mấy cái bãi đá nè. Bãi đá ngầm nè. Có cát rồi, có bãi đá rồi luôn. Có mấy bãi đá này đã lắm. Mà đi trên không là rất tròn. Ở trên đó đang làm cái khách sạn nữa kìa. Nghe không? Ở đó đang làm khách sạn nữa. Thử thử hồi mày cắn thôi. Đó mình quay cái khu vực lên xuống cho mấy anh em xem. Để dưới biển quay lên. Má bên đây là của khách sạn Xuân Việt nha. Ngoài sau thì cũng không có làm cái gì dữ lắm. Ngoài sau này thì cũng làm như cái dạng cái sân cho nó rộng vậy thôi, cũng không trang trí cây cỏ gì đẹp gì mấy, cái gì dừa thôi à. Đó nguyên cái khách sạn đó, này là mặt sau nè, mấy người đẹp ha. Cái này là chủ yếu là rộng rãi thoáng mát thoáng hơn đó nè, chứ không có trang trí cây cối cỏ rồi. Cái này mình thấy có cái thúng người ta đi con mực, dân lưới con mực rồi nè. Dài ra tới đằng đó luôn nha mấy anh em. Cái sạn dài lắm. Bãi biển ở đây thì người Việt thì phái, còn người nước ngoài nó không phái đâu, đá chứ. Tại vì ba cái đá này nó trơn lắm, nó gặp đá nó không có lại. Đẹp không mấy anh em? Đó. Hàng đá ngầm chạy dài ra. Tới đẳng luôn. Hàng đẳng có một hai cái nhà dân nghe mấy anh em. Chỗ cái mỏm đá này đó. Mà ở chỗ đó cũng có bán cái gì đó, buôn bán rồi đó. Cũng chắc buôn bán đồ ăn nhậu hải sản rồi đó mấy anh em ơi. Đó. Mình thích cái bãi biển nó có đá ngầm gì nè mấy anh em. Nhưng mà đi mấy cái đá ngầm này mấy anh em đừng có đi trên đá nè. Đi trên cát á, đi trên cát nó không có bị cái sóng biển ập lên, hàng chi quá ập lên mình mấy anh em ơi, ngẹp luôn rồi. Ý mà mình đứng trên cái bực này á nha, bực này nè, sóng biển còn ập lên được nè, ập cái ướt mình nó chân nào mấy anh em. Mẹ nó áo mình đứng ở đây nè, đứng dài này ở đây mà nó ập lên tới trên này luôn mấy anh em.
sóng biển mạnh lắm, ở đây sóng hơi mạnh nha. Đó. Quay cặp mé biển cho mấy anh em xem, mấy cái hòn đá ngầm nó chạy dài ra tốt ngoài đó luôn á. Có mấy chỗ đen đen á là hòn đá ngầm đó mấy anh em, có hòn có đá ra ngoài đó câu cá rồi là im luôn, sống quả sống luôn đó đó. Lâu lâu có cái sóng bự gì. Đó có mấy đứa nhỏ còn khá đó, có mấy cái hòn đá rồi trời sống quá sống à. Đó tốt ngoài đó còn có mấy hòn đá nữa. Sâu nha, chứ không cạn đâu nha. Tại cái chỗ sóng đánh lên nó gì là mấy cục đá đó mấy nè, thấy đó nó dập vô đá nó đứng ra đó, dòng bãi biển. Đây là khách sạn, chỗ này chiều bắt ghế đồ ra nhìn im lắm mấy anh em, bắt ghế dài theo mấy cái dù. Ở trên đây thì ở bên đây mình thấy có một mớ cảnh, cây cảnh, cái cây ấy rồi nè. Cho con chó quắt kìa, chó quắt là nó biết tắm biển rồi nha mấy anh em. Đó tắm bắt cá rồi được luôn nha, kìa ảnh kìa. Nhìn ảnh không, nhìn ảnh dễ quế ảnh không, quay bự lên nhìn giống con gấu ha nè, chạy lại chạy ngược chó kìa. Chó quá hung dữ lắm nha mấy nè, con này cũng lai thôi rồi mấy nè, không phải con chó quắt là con này cũng có sấy cho nghe mấy em, con này không lai, con này đúng gốc của nó luôn, có con có sấy có con không có sấy nha. Đó nhìn ảnh thấy ghê không, ảnh tắm dưới nước với ảnh bắt cá rồi, mấy con chó quắt là biết xuống nước hết trơn nghe, biết lội hết trơn nghe mấy em. Ở trên đây hôm nãy mình thấy có cái hồ nước cho quay cái hồ nước này, nắng quá nắng nên cái hồ nước đó, quán cà phê đó, lên đó là cái hồ nước, quay toàn cảnh tắm cho mọi người nước, quán cà phê lý tưởng ha. Cấp nãy mình cũng nói cái mình có quay cái bảng mà cái bảng bãi tắm đó mấy anh em, mấy anh em có qua đây chơi mấy anh em hỏi bãi tắm đó là mấy anh em biết à, bãi tắm bảng hôm nãy mình quay đó, sau lưng nhà hàng Xuân Việt. À, mấy anh em người ta chỉ cho mấy anh em à, đó. Ở đây thấy có để bán đồ nước ép rồi nè, giá cả rồi, anh có tiếng Việt có nghe mấy anh em, đó cà phê nè cũng 25.000 à, cũng rẻ, cà phê sữa 30.000, bạc xỉu 35.000, cà phê máy 35.000, cà phê sữa máy 35.000, 40.000. Lít tông chanh 30.000, lít tông cam 30.000, trà gừng mật ong 30.000. Này cũng rẻ rồi mấy anh em ơi.
xoài bơ rồi 45.000 sinh tố có đầy đủ đó. À, cái bãi biển này á nó nằm gần khách sạn quên gần Vinh Cậu nha, gần Vinh Cậu. Mấy anh em hỏi khách sạn Xuân Việt ở cặp là mấy anh em đi đi xuống khách sạn Xuân Việt là mấy anh em đi xuống bãi tắm này đó, mấy anh em đi xuống bãi tắm này hỏi hỏi người ta là người ta chỉ cho mà là mấy anh em xuống được ngay cái bãi biển này. Bãi biển này mình cũng thích tại vì nó cũng đẹp với lại nó có đá ngầm nữa mấy anh em, còn những người Tây thì ta không thích mấy chỗ đá ngầm, thích mấy chỗ cát rồi biển cát rồi đó mấy anh em. Bãi biển này cũng dài lắm nha mấy anh em, chung mình xuống là mình đi dọc dọc dài dưới biển là mé biển là mình đi dài tới Tú Đằng Kia luôn, là nó người ta không có nói gì mình, ta không có đuổi không có la gì hết. Đây cũng vậy, bên này cũng vậy, mà bên này mấy anh em đi tới cái mỏm đá đằng đó là hết rồi. Mấy anh em ơi, mình chia sẻ video mình đi tới đâu mình chia sẻ cho mấy anh em xem tới đó, mấy anh em chia sẻ cho mấy anh em xem mấy cái bãi biển của những cái khách sạn cũng nổi tiếng nghe mấy, cũng được chứ cũng không nổi tiếng gì mấy, cho mấy anh em xem với những cái bãi biển rồi đó. Thôi mình xin dừng video tại đây nha mấy anh em, chúc mấy anh em nhiều sức khỏe nha, bye bye nha.